Uh, xin chào các bạn uh, hôm nay mình uh, tiếp tục uh, review qua thị trường chứng uh, khoán Hàn Quốc một chút nhé mình sẽ review gì ạ? Uh, một số mã uh, cổ phiếu mà, một số mã trụ của thị trường Hàn Quốc và uh, sản giao dịch Kosdaq và Kospi uh, trong uh, video ngày hôm nay uh, đầu tiên thì chúng ta cùng uh, xem qua Kospi nhé Kospi như mình cũng uh, đã nói đã nói với các bạn rất là nhiều từ các video khác rồi uh, thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh nhá à, các bạn à, khi nó đánh về vùng ma 20 đây thì các bạn chốt à, các cái mã mà các bạn cầm quá nhiều thì các bạn chốt đỡ đi và cơ cấu danh mục này chỉ giữ lại những mã gì ạ à, có tiềm năng là gì ạ kết quả kinh doanh tốt thì các bạn giữ lại đúng chưa đấy à, đúng như mình à, nói như các video đợt trước này thì thị trường được đánh về đây đúng không? thị trường được đánh lên đây và sau đó được điều chỉnh xuống nữa đấy. Uh, thị trường chứng khoán sàn Kospi này à, Kospi này thì không thể nên như này được mà gì ạ nó sẽ đình xình nó đi ngang nó sẽ test lại có khả năng nó sẽ test lại cái vùng uh, đáy này nhé cũng có khả năng nó test lại cái vùng đáy này đúng không ạ hoặc là trong tuần sau nó sẽ đi lên luôn nó đình xình đình xình đình xình đi ngang đúng không ạ giờ là sẽ đi lên đúng chưa bởi vì ở đây là gì ạ các như các bạn cũng thấy này đây là đỉnh rồi đúng không đỉnh rồi đúng chưa đấy thì nó tạo nên một cái sóng này đấy để Nếu nó lên được luôn thì rất là mạnh nhưng mà rất là tiếc nó lại được tiết lại chưa? bị tiết lại như này thì chưa sang đỉnh sinh nhá Đấy. À, thì thường đoạn tháng 9 này thì mình nghĩ là cũng à, cũng hình sinh hình sinh này cũng chưa thể hồi phục được ngay đâu à, như chúng ta cùng xem biểu đồ tuần của Cospi, à, Cospi biểu, đồ, biểu, đồ tuần đúng không ạ à, biểu đồ tuần thì mình thấy các đường ma của ma năm ma 10 đã thủng nhá đã thùng em 20 mươi thùng em hai này và em MA... này thùng m20 mươi rồi thường khi mà thùng em 20 mươi này các bạn nhìn này khi mà thùng em 20 thì nó cũng có thể là nó sẽ tụt xuống nhá này tụt xuống như thế này chưa? ờ, trong đầu tư chứng khoán ấy à, phân tích cơ bản quan trọng nhưng mà cũng không thể thiếu được phải phân tích kỹ thuật nhá thì phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thì mình thấy hai cái này nó tương đối là ngang bằng nhau. bạn nào thiên về phân tích kỹ thuật cũng chưa chắc là đầu tư đã tốt mà bạn nào thiên về phân tích cơ bản cũng chưa chắc đã bắt được các cái người đã các cái sóng tốt mà cũng chưa chắc là đầu tư kiếm được nhiều tiền bằng cái bạn phân tích kỹ thuật là hai cái phải song song với nhau. nếu mà các bạn kết hợp được cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản này thì các bạn là một nhà đầu tư thành công nhé. như các bạn đã thấy này. Ờ, như hồi tháng 3 thì khi bị đạp xuống thì nó không bị thủng đúng không? Em 5 em 20 này cũng à, anh em 5 em 10 này không bị thủng gì ạ. Không bị thủng em 20. Nhưng mà đã bị thủng rồi này, như các bạn nhìn như năm 2018 chẳng hạn. Khi em 5 em 20 đạp thủng gì ạ? Em 20 đúng không? Em MA, em 5 và em 10 này, đạp thủng em 20. Đấy, và nó muốn hồi lại nhưng không được và đội tiếp tục đạp tiếp đấy. Đấy, một cái thông tin nữa mà thị trường cũng mình nghĩ nó sẽ có thể điều chỉnh nha Bây giờ mình nghĩ có thể điều chỉnh Cái này thì chứng khoán thì mình cũng không thể nói chắc 100% được Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có sự điều chỉnh nữa Bởi vì như các bạn biết là tháng trước thì Ngân hàng nhà nước Hàn Quốc cũng tuyên bố là tăng cái lãi suất của ngân hàng lên Đúng chưa ạ? À, là không phải 25% Như mình đã nói trong một cái video hướng dẫn các bạn rồi Khi mà lãi suất ngân hàng tăng ấy Thì làm sao? Thì đồng nghĩa với chứng khoán sẽ giảm và bất động sản sẽ giảm nhá còn khi mà bất động sản và chứng khoán sẽ tăng thì đồng nghĩa với gì ạ lãi suất sẽ giảm đấy lãi à, suất ngân hàng thì sao ạ sẽ luôn là lệ nghịch với chứng khoán bất động sản này các bạn lưu ý cho mình nhá đấy à, thì tuần sau cũng có thể nó sẽ điều chỉnh xuống nhá rồi à, về 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 cốt đúng không ạ về cốt stack thì nếu mà biểu đồ tuần ngày thì chúng ta nhận thấy này biểu đồ ngày thì các bạn cũng sẽ thấy đó, wow. biểu đồ ngày đây đỉnh đúng không đây biểu đồ ngày thì chúng ta thấy một cái biểu đồ rất là rõ ràng là đây. đây đúng không ạ vai đầu vai đúng không ạ đấy sẽ xuống này à, trong tuần vừa rồi thì costar uh, tăng rất là mạnh bởi vì đây là dạng costar là dạng trung số kia mà đấy từ tháng mình nhớ từ tháng 6 hay tháng 7 mình nói các bạn rất là nhiều rồi các bạn chuẩn bị à, quên các mã lớn đi quên các mã trụ đi mà đầu tư à, tìm các cái mã gì ạ à, gọi là mid cap này hay là gì các cái mã gì là trung số ghi hợp thì các bạn tìm các cái mã có kết quả hình thành tốt thì các bạn vào hàng và giữ thì đúng như mình nói thị trường có điều chỉnh một chút nhưng cuối cùng cũng sẽ hồi được gần về đỉnh đúng không ạ hầu như các bạn nào mà bị giữ các cái mã xung à, số gbp mà bị đánh xuống đa phần là sẽ hồi lại được về gần như cái giá các bạn là mua và các bạn còn còn có lãi nhận thì mình cũng hy vọng à, cái, cái sàn tác này sẽ đi quanh 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 như này đi lên vào tuần sau nhé mình rất hy vọng như vậy đây chạm em 20 hôm nay nằm trên đường em 60 em 60 đỡ rồi nhưng hy vọng hy vọng không bị đánh xuống nữa mà sẽ vừa được lên là sẽ vừa được lên thì dễ dẫn nó sẽ có kết quả tốt nhá đấy cốt rồi còn bây giờ chúng ta cùng xem qua để ập ờ... trông mà xem ập trông xem xu hướng của thị trường sẽ đi như nào à, xem xu hướng của để xem xu hướng của uh, 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 sắp tới các cái mã nào sẽ chạy đúng không như ngày uh, hôm qua là ngày gì ạ mười mùng 10 tháng 9 thì bắt đầu chúng ta cũng thấy này bên uh, cospi à, thì dạo ý hút vẫn bán ra đúng không ạ uh, dân kỳ cụm cũng bán ra là dân kỳ cụm bán ra này dân kỳ bán ra rất nhiều in chuốc ô này Đấy, kỳ quan thì mua lại đúng không ạ cây in mua vào đúng không ạ dạ. công dung thu cha công dung thu cha À, công dụng thu, thu này thì trên cơ bản là các bạn chỉ cần đấy thôi các bạn nghĩ là để các công ty chứng khoán thôi dạ còn kỳ quan là cơ quan là e là khối ngoại đúng chưa cái này là đầu tư cá nhân và dạ? các cơ quan là mua vào còn dạ à, bán ra dân ghi cầm bán ra à, cái dân ghi cầm này rất là quan trọng nha các bạn nhé mình thì hay để ý cái dân ghi cầm này hơn so với cái su hay là ân hay là bô hôm mình để ý cái dân ghi cầm cực kỳ quan trọng các bạn nhé thì hôm nào mình sẽ có làm một cái video nói về cái dân đi cầm này nhá Đấy là te hình chu này te chu thì bị bán ra trung hình chu trung hình à, trung hình chu đấy rồi xô hình chu xô hình chu thì được mua vào này để các mã ngành như là gì ạ à, sơm ebox này à, Bốc này cái mẹ này là nguyên liệu và sản xuất quần áo các thứ này được cũng được mua vào nhá các bạn để ý cái này nhá à, để ý cái, 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 cái ngành này đấy. À, trong uh, tháng sau hoặc uh, trong vùng điệp trung thu các bạn để ý các cái mã như là thấy như con mã mình để ý là xin luôn đấy nó nằm ở khu công nghiệp uh, giữa trung giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Và đi mã đấy, này Trong y mốc chê này và hóa học, hóa cũng được mua vào nhiều này. Đấy các bạn để ý nhá, các bạn để ý này, dân ghi cầm mua hoa H này. Hoa H các trong uh, tháng uh, tháng sau này, tháng uh, 9 tháng 10 các bạn để ý các mã này, hóa học nha uy tác này uy tác thì các bạn để ý nên các mã liên quan tới uh, tới gì ạ các bạn để ý tới công nghệ ma na này công nghệ sản xuất ạ uh, uh, kháng sinh phòng cúm nhá này rồi tiếp theo là diện chân kháng cơm sốc chân kháng sốc thì các bạn biết rồi đấy này uh, từ đầu năm đến giờ nó gì ạ? năm ngoái giờ đúng không ạ ngành thép rất là phát triển đúng không ạ thì đối với cái ngành này thì các bạn chọn các cái gì ạ các cái ngành gì ạ có cái có cái rất tốt nhá là khi mà thị trường điều chỉnh ý, thì nó hồi ý, thì những mã có kết quả cái ngành tốt nó sẽ hồi đầu tiên đúng <cong> <tonight> uh, chân ghi chân cha à, chân ghi chân cha được mua vào rất là nhiều nhưng mà dân cầm bán ra nhưng mà có sự hỗ trợ của Hopkin kỳ quan công dung thu cha mua vào rất là mạnh này thì mình vẫn là kỳ vọng một cái ngành ở chân khi chân cha này nhá Uh, bởi vì Hàn Quốc cũng sản xuất ra rất là nhiều uh, được xuất khẩu rất là nhiều sang nước ngoài các cái linh kiện của uh, chân kỳ chân cha nhé các bạn lưu ý hình ảnh này là trong uh, một số ngành thì các bạn để ý cái ngành này chân kỳ chân cha được chưa? Đấy. và một ngành nữa các bạn để ý đó là tiệm Unsu Changco này Unsu Changco thì à một số mã về như là gì ạ? Un Unsu chẳng chẳng co như là vận vận tải đường biển đường thủy đấy ạ Đường biển đấy, đấy. Hay là gì ạ? Hàng không như là một số mã như tiền hàng không đấy. <laughs> à, một số mã như là gì ạ? HMM chẳng hạn, đấy cũng là một trong những mã rất là ok mà mình thấy HMM cũng được khối ngoại mua vào rất là mua dòng rất là nhiều và kỳ quan mua nhiều và gì ạ? rất là cầm mua rất là nhiều nhá, thì các bạn để ý nhá. Yeah này rồi có một số mã nữa diện cơm dung hợp mà công dung hợp thì cũng được kỳ quan và tôi xin là nên khi mua vào nhiều đây là về kospi nhá. đây còn về sàn kosdaq thì sao kosdaq thì các mã sẽ nhỏ hơn để chúng ta để ý đến ngành gì kospi thì các bạn để ý cho mình cái panadolche nhá để ý cho mình chê và oracle hoa nha oracle hoa và panadolche lưu ý cho mình cái Banto chê này này Banto chê nhá copy các bạn nhỏ rồi này in ban chân uh, à, in ban chân kỳ chân cha này này là các mã liên quan tới gì vậy? chân khi chân cha là các thiết bị điện tử à, các thiết bị điện tử đây rồi các mã diện liên quan thì sẽ điện các thứ các bạn lưu ý đi giờ công sốc được mua vào sẽ IT rồi đấy là cái xu hướng của thị trường thì các bạn cũng có thể là gì ạ à, tham khảo được các mã đấy nhá thì mình thấy rồi xem nào về ập trông này ập trông thua cha này thì các bạn thấy là trong uh, tháng vừa rồi này, trong uh, từ ngày 11 tháng 8 đến ngày 11 tháng 9 thì các bạn sẽ thấy Uh, sẽ bán ra và mua vào như thế nào? Này thống kê trong vòng một tháng nhé, các bạn thấy là Trung Hương Chu cũng được mua vào rất là nhiều đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà gì ạ? Tề hình Chu các mã trụ thì vẫn bị bán ra trong một tháng mà Dương Di Cầm cũng bán ra. In Chowoc này, bảy chín Chowoc này, này bán rất là nhiều đúng không ạ? Bán rất là nhiều thì các bạn đi đến mã nào? Trung hình Chu rồi. Tiếp theo là các bạn đi đến ngành gì ạ? ở uh, chân gang cơm Sóc nhá chân gang cơm Sóc thì trong vòng một tháng thì anh này được uh, uh, mua vào rất là nhiều ecokin và kỳ quan đấy chưa rồi uh, rồi thì thằng đề ngành ngành nào nữa rồi rồi sâm dưới ui bốc này sâm cũng do sâm sâm dưới ui bốc được mua vào rất là nhiều đấy, dạ. uh, này được dân đi cầm mua vào này, này. kỳ quan với ecokin mua vào nhá uh, đây là nguyên liệu sản xuất quần áo ấy thứ ấy nè thân sâm các nói chung là các mã liên quan đến nguyên liệu rồi sản xuất các quần áo. Ờ, mình nghĩ là đợt trung thu này thì sẽ 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 một số mã liên quan đến quần áo này sẽ tăng nhé Đấy, mình nghĩ như vậy. vì mỗi năm cứ khi gần đến trung thu là các mã liên quan quần áo sẽ tăng. Đấy. Chân gang cơm sóc này rồi gì nữa? Còn sơn hợp đấy, còn sơn hợp cũng được mua vào nhiều này. Đấy các bạn để ý đến còn sơn hợp nhá. Còn sơn hợp Unsu trong cô, Unsu trong cô mình nói đấy. Một số mã vận tải hàng không hoặc là gì ạ, đường biển Đấy, thì các bạn lưu ý nhá này có một số mã vận tải để các mã được rồi cấm dung hợp sẽ nào có lúc mua vào nhiều không giá có thông xin hợp uh, thông xin hợp và thông xin hợp công thấp suy hợp được mua vào nhá dây cầm mua vào thì các bạn để ý thông xin hợp nhá đấy thì các bạn để ý này đầu tiên là gì? thông xin hợp thông xin hợp là unsu chanco tiếp theo là gì ạ chân gang cấm sóc đúng chưa xem như này và ưu giác phung với giác phung thì các như các mã tới công nghệ ai đây uh, vaccine của Hàn Quốc này hoặc là gì ạ một mã mà mình thấy uh, có chính phủ hậu thuẫn là gì ạ uh, chinh Wun xem bên quá à, à đúng rồi. Uh, đợt tháng 6 vừa rồi đã công bố kết quả là đã thành công trong việc thử nghiệm giai đoạn 2 của uh, vaccine covid ấy. đấy này <laughs> Để các bạn để ý một số ngành đấy nhá, một số mã liên quan đến công nghệ mà này, này của vaccine phòng chống Covid được yeah. Ưn Hàng Chu, Ưn à? Hàng Chu bị bán ra nhiều nha. Đây. Cơm Dung hợp bán ra nhiều này. Đây là một số ngành các bạn để ý Ở trong tháng trong tháng uh, 9 và tháng 10 nhá. ngày 9 tháng 10. Có nghĩa là tháng bắt đầu từ tháng 11, tháng 12 thì dạ Ưn Hàng Chu và dạ cơm Dung trụ sẽ phát triển nhưng mà trong tháng 9 này các bạn gửi ý công dung hợp nhá à, này. thu trợ à, dung thu tra nhá các bạn để ý công dung thu tra trong tháng 9 này đấy. và đặc biệt để ý uh, trơn cang này ưu giác này rồi ưu cô này và sâm dư ibok bốc này này là bốn cái ngành này để ý cho mình đấy. và tìm các cái mã kinh doanh tốt để các bạn vào dạ. mặc dù nó bị đánh xuống nhưng nó sẽ hồi rất nhanh nhá rồi rồi đấy nào gì vậy? các bạn xuất về thị trường nha rồi rồi bây giờ sang uh, một số gì nữa trong mốc thức biên đúng chưa ví dụ như bây giờ mình sẽ uh, review qua một số mã trụ của uh, một số mã trụ của thị trường Hàn Quốc nha đấy. đầu tiên là Samsung chân Tra rồi đúng chưa Samsung chân cha Samsung chân cha thì à. Samsung chân cha về mình mở luôn cả hai cái biểu đồ này cho các bạn xem luôn này à. về Samsung chân cha đúng không Samsung chân cha à, Samsung chân cha thì mình muốn nó về đến cái vùng 69 này này anh chú 69 mà tiền mình đã thích thế xuống thấp một tí để mình vào hàng đã à, hôm trước mình cũng nhắn tin trong nhóm nó gì ạ à, nếu mà các bạn nào có nhu cầu gì ạ Uh, thích mã Samsung cha thì mua khoảng 74, mua đợt một là 74 đúng không ạ, đấy, mua đợt một là 74, rồi đây ăn được một đoạn, đánh nước sóng ăn được một đoạn rồi, đúng chưa? đợt hai là gì ạ, 70 đúng không? đấy, đợt hai là 70 nha, vùng 70-72 đấy, 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 đấy. Uh, thì các bạn có theo dõi cái mã này, bởi vì như mình nói với các bạn rất là nhiều rồi là gì ạ? Uh, cái nguyên tắc đầu tư chứng khoán của mình là gì ạ? luôn phải gì ạ? à, nhìn vào cái biểu đồ như này à, các bạn nhìn em 20 đây là em 20 nhá này chưa nó có sóng như này bao giờ động M20 nó cũng em 20 đi như vậy khi nó đi xuống đúng không ạ em 20 đi xuống thì các bạn đừng vào hàng các bạn đợi chờ đợi đã chúng ta vào hàng chúng ta cũng trả lãi được bao nhiêu được chưa à, các bạn đợi nó gì ạ bắt đầu có xu hướng đi lên như này này thời điểm đây là thời điểm mua các bạn này đây là thời điểm mua các bạn được chưa bắt đầu có xu hướng đi lên là thời điểm mua này là gì ạ? chỉ có xu hướng là em 20 hai đi hướng lên là chúng ta đầu tư là chúng ta cũng mới hiệu quả. chúng ta đầu tư gì ạ swing hay đầu tư trung hạn chẳng hạn, đấy là chúng ta sẽ thấy rất là hiệu quả. còn là nếu mà đầu tư dài uh, hạn thì cũng không phải nói rồi ba 5, 5 năm 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 này các bạn giữ thế mua vào, giữ gọi tích sản cổ phiếu cứ xuống thì mua cứ xuống mua vào đấy nhưng mà cái phương pháp của mình là đầu tư gì cả, uh, swing và đầu tư trung uh, hạn đấy là đánh theo phương pháp khi xuống đi ngang và bắt đầu có xuống đi lên đấy là cái thời điểm mình mua cổ phiếu. đấy nha các bạn lưu ý nhá nhớ nhá ừ. SK Hynix cũng y như gì ạ Samsung đúng không ạ mặc dù vẫn xuất khẩu được sang nước ngoài hàng này xuất khẩu hàng Hynix bàn tổ chế linh kiện nha còn chip nha rồi về cacao <laughs> cacao thì mình cũng nói trong một số video trước rồi nhá à, cũng cần có sự điều chỉnh đúng không ạ mình cũng nói mình hiểu mình nhớ không chính xác là cái vùng này mình cũng nói với các bạn rồi thì phải mình nói với các bạn là cacao muốn quay trở lại cái đỉnh cũ này cũng rất là khó bởi vì nó có, có gì ạ có cacao banh khờ rồi à, có cacao banh khờ này cũng vốn hóa thị trường rất là lớn rồi chưa? ạ đấy vốn hóa thị trường lớn rồi cacao game vốn hóa thị trường cũng có thì nó cũng bằng một nửa của dễ của cacao rồi bằng vốn hóa thị trường rồi Đấy, thì anh có cao cao này anh phải chia uh, dạ, chia vốn của mình cho hai doanh nghiệp nhỏ dưới nữa chính như vậy dạ, nó muốn trở lại cái đỉnh này cần thời gian rất là nhiều nhé này thì ở đây cũng có cho kết quả là dạ rồi SA cũng cho điểm mua rồi cái điểm này có khả năng các bạn đánh ngắn hạn được Đấy, uh, nhưng mà nó chạm vùng 20 mươi các bạn bán hai ba cây nó lên thì lại đánh, mình nghĩ là sẽ đi xuống nữa nha các bạn nhé mình nghĩ nó nó phải cho xuống nữa một sâu mình thích nó đi xuống điều chỉnh sâu xuống một tí xíu nữa này mình thích nó đi lên, lên như đây không bắt đầu lại. gặp em 20 mươi này em nên đi ngang lại đạp xuống này mình thích xuống như kiểu chạm đáy đây luôn này chạm chạm cái vùng này luôn đây chạm cái vùng này luôn này. chạm cái đáy luôn thích như vậy này để mua để mua một ít vào, này, còn này để mua một ít vào đây, sau đó đánh ngược lên là mình có lãi rồi. Được chưa? Còn tiếp theo là gì ạ? Uh, mã never này. Never cũng vậy nhá. Never cũng rồi hồi là kỹ thuật đúng không này, có pha hồi kỹ thuật. rất là gì ạ? Rất đẹp luôn, đúng Bạn nào mà không qua mua mày còn ai rồi. Hiện tia cha, đúng chưa? Hiện tia cha cũng đang bị điều chỉnh mặc dù kết quả kinh doanh rất là tốt, đúng Các mã trụ hình như bị điều chỉnh, đúng chưa? mặc dù khi nhưng mà khi mà gì ạ khi mà thị trường hồi thì đây là những cũng là một trong những mã có nó sẽ tăng nó sẽ hồi nhanh khi mà thị trường có sự hồi nha. <laughs> NGOH đúng chưa? xuống đúng chưa? này có kháng cự rất là mạnh ở cái vùng sáu uh, chín này đây, 700 này bảy trăm này vùng kháng cự rất là mạnh. Kia cũng vậy, Kia cũng đang bị đạp xuống mặc dù tập rồi mà cái tượng nó hồi được nhưng mà rất là tiếc nó bị đạp xuống. Xin thử đi ôn, thì mình cho vào đây thôi, thì theo dõi thôi chứ còn mấy mã xin này, này thì mình không định được giá. À. Samsung SDI, Samsung SDI đang rất là mạnh sẽ cũng có, sẽ có điều chỉnh này này. này. Bốt cô này, uh, bốt thì này bốt cô thì các bạn thấy này bên chân càng thì cũng được với cục kinh kỳ quan và tôi xin mua rất là nhiều. Đấy, thì mình hy vọng là sắp tới thì à, nói vượt được đỉnh này này tạo một xu hướng mới đúng không ạ? tạo một xu hướng mới. À, sẽ tạo một cái đường xu hướng mới ở vùng này. Uhm. À. À, mình hy vọng là bố cô sẽ đi một hai phiên ngang ngang ngày nữa à, đi phiên này một hai phiên ngang một hai phiên đi ngang ngang như vậy nhé để em sợ đi xuyên ngang này này sao. hy vọng sẽ có một hai phiên đi ngang như thế nữa để sợ nó bật lên này hi hy vọng bút cô như vậy nhá Rồi. tiếp theo nữa là hiên tem mobisu mobis các mã trụ này cũng đang trong quá trình điều chỉnh đúng không ạ? Đấy. Edison cha, Edison cha cũng có hồi một chút rồi, đúng dạ. chưa? Uh, Samsung Monsan, Samsung Monsan, KB Công Dung, Sidan Chichu SK này. SK này thì mình thấy xem sao. À, SK nhá, SK. SK là sao? Đấy, ngân hàng dân kỳ cầm, dân kỳ cầm mua rất là nhiều nhưng mà dạ anh quý cúc kỳ anh kỳ quan anh cứ thác xả ra anh không cho chạy thì bắt đầu anh này anh gom anh chân kỳ cầm anh gom rồi này dân hàng gom này này xin han chỉ chu xin han chỉ chu mỹ ước quý quyên gom vào rồi ng Samsung sang sang samsung sam hàn quốc chân nhắc này bị xả hết luôn hàn chân nhắc rồi dạ. hmm này các bạn sẽ hmm này này Đấy, như mình xong xem cái biểu đồ thị trường ấy, xu hướng thị trường thì các bạn thấy nó gì ạ? Là với cúc kinh, kỳ quan là gom hàng này, dân kỳ cơm này, gom hàng như này như này. Rồi anh này thì các bạn đợi nha, đợi như nào, vào điểm nào, được chưa Để mình xem nào, vào cái thời điểm nào. Anh này thì kết quả kinh doanh không phải nói rồi, được Để... chưa Rồi, vào thời điểm nào nào rồi khi mà đây là có một cái nền giá rất chắc đây đúng không một nền giá rất là chắc khi mà đánh cái vùng giá này để em bảy sáu mươi đúng không bạn nhìn thấy à được màu xanh này em bảy sáu mươi này em bảy sáu mươi này đấy, bạn nhìn thấy đó đấy nó sẽ đình xịch đình xịch đi ngang như này nhá bắt đầu nình xịch nình xịch đi ngang đây là cái thời điểm bạn mua ở chợ này chợ này nó sẽ bật bật lên đấy. đang trong quá trình tích lũy như này được chưa? nó đang tạo cái xu hướng này này sinh ninh sinh đoạn này là chạy rồi nhá để em HMM nhá Samsung Trung Quân Samsung Trung Quân mình cũng nói với các bạn trong nhóm rất là nhiều rồi mình đã bảo các bạn nào đi làm ấy thì đẩy cái mã này nhưng hầu như ít bạn có chưa? mã này thì mình cũng ra vào liên tục đây mình mua từ thời điểm này ăn đây mua thời điểm này ăn đây thoát ra lại mua đây rồi một đây Má này mình có Thưa các bạn mình có 1.000 con nhé đây. mình có 1.000 con mã này à, ờ, Samsung uh, Trung Quân Đúng chưa Mình có 1.000 Năng giữ 1.000 con dạ. Đúng chưa này đây thời điểm mình chốt nãy đúng chưa? ra vào hợp lý là chúng ta cũng sẽ có nãy thôi đúng chưa? Dạ. tiếp theo mà tiếp theo là chúng ta bên khử đúng không ạ thôi bỏ qua Samsung hoa chê Samsung One thì cứ tèn 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 đi nên thôi Đúng chưa? À, Samsung One thì các bạn thấy này đấy à, dân ghi cầm mua vào này, với kim mua vào này, kỳ quan mua vào chỉ có cá nhân bán ra thôi, đúng chưa? đấy, bô hôm mua thu xin mua vào này, đấy. À, nhưng mã mình uh, cho các bạn ở trong nhóm ấy, trong nhóm group của mình ấy, đây là những mã tương đối là ok với các bạn nhé. vấn đề là các bạn có chờ đợi được hay không thôi và các mã rất là chắc, đấy các bạn à, nếu mà các bạn đánh thêm mà các bạn thêm mà thì các bạn phải theo tin các bạn không không cần thiết phải phân tích gì ạ à, cơ bản rồi phân tích để à, 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 không cần phải phân tích cơ bản chỉ cần tin và phân tích kỹ thuật là các bạn chơi được rồi nhưng mà để mà nắm chắc ăn từ từ với các bạn đầu tư nhiều tiền ấy, thì mình khuyên các bạn là theo dõi các cái mã của mình là mình cho trong nhóm ấy là tức là mã tôi đã chắc và sẽ nên rất là ok nhá ở đây thì này, bị dân ghi cầm bán ra với kia bán ra một hồi lại mẹ mất thời gian ng tech ng Notec đúng không ạ ờ mình khi mà thị trường đạp ấy mình cũng nói với các bạn rồi một số bạn hỏi mình mua mã nào đúng chưa mình cũng cho các bạn là một số mã gì nốt te chứng minh hoa và gì ạ ng no tech đấy là các bạn có thể gom vào bởi vì sao ngoại à, ngoài kết quả kinh doanh tương đối là ok rồi rồi kỳ quan mua vào này dân kỳ cầm mua vào này này chỉ có anh với cookie là anh cứ xả hàng thôi đúng chưa vô hôm đỡ cho hết là cái này khả năng trong tuần sau sẽ bật nha ngoài tuần sau bật đây này đang vùng tích lũy nền giá rất là tốt đang vượt trên em 60 này là em 60 Đấy, đấy chưa nếu mà các bạn mà chỉ biết uh, phân tích cơ bản thôi à phân tích cơ bản rồi hiểu về doanh nghiệp thế loại kia nhưng mà các bạn không biết dạ phân tích kỹ thuật không biết mua thời điểm nào cái vùng giá nào nó là tốt nhất vùng giá nào nó có thể lên được đấy thì các bạn rất là khó này, có thể để kiếm được nhiều tiền, chưa? đấy các bạn phải nắm chắc cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, đấy để trở thành một nhà đầu tư tự do thì các bạn bắt buộc phải như vậy thôi. Này các bạn không cần phải cần người nào phím hàng cả. Đấy. các bạn cứ chịu khó xem các video của mình uh, về phân tích kỹ thuật từ trước rồi uh, các phân uh, các video về phân tích cơ bản để các bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư tự do nhé. mình biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, đúng không? Đúng không? rồi nốt té chemical này được dòng ngôn mua giấc là dòng ngôn mua giấc thì hôm trước các bạn hỏi mình đúng không các bạn hỏi mình này tại sao mình lại đánh giá cái này tốt đấy mà các bạn cứ phím cứ bảo con này được không con này được không anh những cái con mình đưa ra cho vào trong nhóm này các bạn lại không quan tâm nhé các bạn không quan tâm mà các bạn lại cứ hỏi là anh ơi con này được không những cái con thêm mà những con tin đồn của các cái công ty chứng khoán uh, các cái công ty Ninh Tinh của Hàn Quốc ấy đấy, người ta bán thông tin cho các bạn ấy. nhưng không hiệu quả bởi vì ngày xưa mình đã từng tham gia một công ty rồi mình cũng thấy nó không hiệu quả rồi à, đâm ra là mình cũng thấy thất vọng rất là nhiều mất một đống tiền rồi đấy mà cũng không hiệu quả đấy, đấy. kỳ quan này mua vào đúng chưa Vekokin mua vào mã này thì cơ bản ok nhá rồi nông nghiệp thu trang chứng quân vậy với cốc kinh kỳ quan gì ạ dân kỳ cầm gom hàng như này đấy mình bảo các bạn rồi đúng chưa ạ đây mình bảo các bạn thời điểm này mình bảo các bạn từ trước từ thời điểm này cơ đúng, tương đối là lâu rồi từ thời điểm này mấy bạn trong nhóm như các bạn đã có ít quan tâm và thời điểm này mình nhắc lại là chuẩn bị vượt đỉnh cũ này đấy đây đúng với thời điểm này luôn mình nhắc các bạn là chuẩn bị vượt đỉnh cũ đúng không nhưng mà không có ai quan tâm đúng chưa các bạn mua vào đây Tất nhiên khi nó vượt nên nó sẽ điều chỉnh xuống một chút Nhưng nó đang có đà Rồi nó, mà cơ bản tốt nữa nó sẽ vượt Mã này mình nghĩ cho nó sẽ lên nữa nhé Đấy Rồi, hàng năng công để hàng năng công thì dịch uh, Dịch Covid như này thì cũng làm ăn cũng không ăn thua Nhưng mà uh, Khi mà tin dịch Covid xuống thì Một trong những mã Đầu tiên các bạn nên vào đó chính là tiền hàng năng công nhé đèn năng công Đấy Một trong những mã các bạn nên vào là tiền hàng năng công <laughs> Thế hàng Hồng đã mua lại ASEAN đúng không? ASEAN này. Thế hàng Hồng này, các bạn xem này. Này. Tại sao mình lại bảo các bạn mua Thế hàng không? Này, ấy cục kỳ kí quan rồi, ân hàng. Dừng kỳ cầm bắt đầu gom rồi nhá. Dừng kỳ hôm hôm phiên hôm 10 vừa rồi nó bắt đầu gom hàng mà chưa. ASEAN này, ASEAN thì gom từ trước rồi, được chưa? Đấy, đang bị điều tra. chuyển nhượng doanh nghiệp các thứ này mà chạy chạy được khô long dạ khô long thì cái mã này mình để ngoài mã này không phải trong uh, các mã trụ nha nhưng mình để vào đây bởi vì uh, mã này thì mình cũng uh, vào hàng bởi vì kết quả cái danh tương đối ok đoạn này ok này các bạn thấy ạ dân dân kỳ cầm nó mua liên tục liên tục luôn Đấy, dạ nhận đây hôm nay là một số mã trụ của thị trường hàn quốc mình cũng đã review qua cho các bạn là à, có một bạn hỏi mình uh, cái mã này à, Hàn hoa đúng không Hàn hoa Hana à, thu trả chứng quân nào. hà Hana thu à, trả chứng quân đúng chưa? Ờ thực ra mã Hà hoạt thu trả chứng quân này thì mình cũng không có tìm hiểu đúng chưa? Nhưng mà nhìn vào khi tha dân kỳ cầm đang gom hàng một xin ấy cực kỳ mà gom hàng. kỳ con gom hàng thì mã này ok nha các bạn nhé Bạn nào có hàng thì các bạn cứ giữ. Ờ, mình nhớ không nhầm một đâu mình đọc một báo là mã này liên quan tới công nghệ blockchain dạ đấy không nghệ diện tiền ảo này liên quan đến tiền ảo các thứ đấy này thì nói chung là vẫn ok nhá nó đang hồi phục rồi chưa đang hồi phục rồi đang hồi phục rồi này thì các bạn có các bạn cứ giữ thôi nhá có giữ thôi đấy. còn về cơ bản thì sẽ là còn về cơ bản nó không xong à, gặp Sonic gian gặp về cơ bản thì cũng bắt đầu hồi phục gian tháng 9 về cơ bản thì cũng ok nhưng cũng không có gì ấy cả budget đàn sông

ok các bạn cứ giữ nha mã này cứ giữ ai có mã này hay nó thôi cho trung quân thì cứ giữ à, dạ. à, có mã này thì cứ giữ đi đấy, nhìn về biểu đồ tuần đấy thì cái mã này nó sẽ đi theo cái chiều hướng như sau này sẽ vào này cái này cho các nó sẽ đi theo chiều hướng đúng không biểu đồ tuần thì các bạn này thấy xong Elliot này ở à, chợ dạ. một hai à, dạ. ba đúng không sẽ điều chỉnh nó bắt buộc phải điều chỉnh nếu mà đây là dạng ABC đây là sẽ điều chỉnh nó sẽ đi là sẽ đi lên nhé, sẽ đi lên, sẽ đi lên, nó sẽ nó sẽ đi ngang và sẽ đi lên. Các bạn cứ giữ cái mã này nhé. đang hồi phục rồi, nói chung là mọi này cũng đang hồi phục, quân này, ok, đang hồi rồi nhé, đang hồi. Muốn muốn vượt được cái đỉnh này, nếu mà nó muốn vượt được cái đỉnh này thì bắt buộc trong tháng sau nhá nó vượt muốn vượt được cái đỉnh 5.000 này, này thì trong sau nó phải có một cái cây nến đỏ rất là mạnh ở đây nha nó muốn vượt được thì trong tháng sau nó cần phải có một cái cây đỏ mạnh ở đây nữa để chưa để vượt được cái đỉnh 5.000 này cái đỉnh 5.000 mấy đây à, 5.000 000 này nhá bạn cứ giữ nha Rồi. Ok rồi thì hôm nay mình cũng xin phép review thị trường Cospi như vậy nhé và một số mã trụ của thị trường Hàn Quốc rồi như vậy để cho các bạn biết cái xu hướng của thị trường cũng như là gì ạ à, cũng như là gì ạ. các bạn biết được các nhóm ngành nào để các bạn à, vào hàng các bạn à, nghiên cứu các nhóm ngành đấy nhá rồi. Rồi, chúc các bạn thành công thì các bạn thấy video của mình có ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình một uh, like một dẻ một uh, comment phía dưới các bạn muốn mình uh, phân tích sâu về mã nào ấy thì các bạn comment phía dưới cho mình nhé Rồi các bạn chia sẻ kênh cho mình cho kênh của mình phát triển cảm ơn các bạn rất là nhiều